Hello, xin chào toàn thể mới nhá. Xúc công nghệ nghe lén 4.0 hotline 0886992345. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm camera ngụy trang hình chiếc điện thoại cục gạch các bạn nhé. Đây. Đó, cái điện thoại cục gạch này là vẫn sử dụng được như bình thường các bạn nhé. Các bạn vẫn có thể nghe gọi cũng như là chụp ảnh quay phim bình thường, nghe nhạc bình thường các bạn nhé. Đó, cái cục gạch này là có thể có chức năng là có thể xem được trực tiếp trên điện thoại từ xa qua wifi 3G 4G, hình ảnh là full 4K các bạn nhé. Đó, chỉ mắt camera được chế ở bên trên này các bạn nhé. Đó, đơn vị nhà mình là nhận chế tất cả những dòng camera ngụy trang vào trong chiếc cục sạc điện thoại này, cũng như vào chiếc điện thoại cục gạch này, điện thoại cảm ứng này, cũng như tất cả những cái đồ dùng cá nhân trong gia đình các bạn nhé. Ví dụ như là ổ điện này, model wifi này, đèn ngủ này, tất cả những cái vật dụng trong gia đình của bạn. Các bạn muốn chế thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp cho mình qua số line cho mình, sẽ có nhân viên hỗ trợ tư vấn cho mọi người. Thì cái sản phẩm camera ngụy trang hình chiếc điện thoại, một bộ sản phẩm khi bạn mua hàng thì sẽ bao gồm có một cục pin của camera, cũng là pin của điện thoại luôn các bạn nhé, và một cục sạc này. Đây. Đó, thì hết pin thì các bạn sạc pin khoảng 2 tiếng là đầy pin các bạn nhé. Đó, thì cái cục sạc cái điện thoại này các bạn có thể dùng liên tục được khoảng 15 tiếng thì mới hết pin các bạn nhé. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số online 0886992345, kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh YouTube ủng hộ đơn vị nhà mình, đơn vị mình sẽ miễn phí ship hàng toàn quốc các bạn nhé. Và đặc biệt hơn là các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 128GB, đơn vị nhà mình gắn sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng vào điện thoại rồi kết nối với camera, làm theo cái video hướng dẫn sử dụng này của mình, hoặc là làm theo cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng đơn vị nhà mình gửi kèm theo đây là các bạn có thể sử dụng được các bạn nhé. Đó, thì trong này có chi tiết hết từ bước tải ứng dụng vào điện thoại này, kết nối với wifi như làm sao này, kết nối xem từ xa như nào này, thì trong này có chi tiết hết các bạn nhé. Thì các bạn có thể xem cái video hướng dẫn sử dụng này của mình hoặc là tham khảo tờ giấy hướng dẫn sử dụng các bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn một số chức năng ở trên chiếc camera ngụy trang điện thoại này và đi vào hướng dẫn sử dụng chi tiết cho mọi người. Đây. Đó, mắt camera được độ bên trên này các bạn nhé. Bên cạnh đây sẽ có một cái độ báo đèn này. Đây là đèn của điện thoại các bạn nhé. Đây. Đó, đây mặt camera đằng sau này, loa này. Đó. Đây, mình sẽ bật bên trong ra cho bạn xem. Đây các bạn nhé. Đây. Đây sẽ là hai cái khe để các bạn lắp sim này. Điện thoại này là hai sim các bạn nhé. Đây là đây khe không thể nhớ đây. Đó, để các bạn gắn thẻ nhớ, các bạn sẽ bậy lên. Các bạn lắp thẻ nhớ vào. Đây các bạn lắp thẻ nhớ vào nha. Đó, để sử dụng thì các bạn bắt buộc các bạn phải cắm vào pin mới được các bạn nhé. Đó, các bạn cắm pin vào nha. Thì khi các bạn cắm pin xong thì trên các bạn nhìn bên trong này sẽ sáng một cái đèn màu đỏ này. Đó. Đây, các bạn sẽ lắp vào. Đó. Để sử dụng thiết bị thì các bạn cần phải tải cho mình cái ứng dụng vào điện thoại. Đây. Các bạn tải cho mình cái ứng dụng là Lookcam vào điện thoại các bạn nhé. Đó, bạn nào dùng điện thoại iPhone thì các bạn vào cả App Store này. Bạn nào dùng điện thoại Samsung, Vivo, Oppo thì các bạn vào cả Google Play nhé. Các bạn tải như tải ứng dụng Facebook, Zalo thôi. Các bạn gõ cho mình cái chữ ứng dụng là Lookcam. Đây, các bạn tải cho mình ứng dụng Lookcam có biểu tượng màu xanh nhạt các bạn nhé. Thì mình đã tải sẵn cái ứng dụng về điện thoại rồi. Thì bước tiếp theo mình sẽ thoát ra ngoài mình chính này. Đó, các bạn sẽ vào một cài đặt của điện thoại này. Đó, cái sau đó các bạn chọn mục là wifi. Cái camera ngụy trang hình chiếc điện thoại này nó sẽ phát cho mình một cái mã wifi có chữ F đằng trước và một dãy số ở đằng sau là không có mật khẩu các bạn nhé. Thì các bạn sẽ kết nối vào. Các bạn kết nối vào rồi các bạn thoát ra. Sau đó các bạn vào cái ứng dụng là Lookcam các bạn vừa tải về. Đây. Ứng dụng nó sẽ hỏi các bạn một bên là cancel, một bên là ok. Thì các bạn sẽ chọn một bên cancel cho mình. Thì khi các bạn chọn cancel xong thì trên màn hình sẽ hiện chữ là device online. Thì để xem thiết bị thì các bạn sẽ chọn một chữ device online đấy, rồi các bạn chọn cancel là xem các bạn nhé. Đây. Đó, hình ảnh rất là nét luôn. Các bạn có thể bật loa lên. Alo alo. Đó, đây. Đó, các bạn nào muốn chụp ảnh thì các bạn sẽ chọn vào cái máy chụp ảnh này. Đấy, nó sẽ tự động lưu hình ảnh vào trong cái ứng dụng Lookcam các bạn nhé. Đây.
Đó, bạn nào muốn lưu lại video thì bạn sẽ chọn bên cạnh cái máy chụp ảnh nhé. Đây nó sẽ chạy giây này, 3 giây, 4 giây, 5 giây các bạn nhé. Bạn muốn lưu thì các bạn sẽ bấm một lần nữa thôi, nó tự động lưu vào. Đó, còn hai cái hình tam giác này giúp bạn có thể là chuyển đổi hình ảnh các bạn nhé. Khi hình ảnh nó bị ngược thì bạn sẽ chuyển sang trái, sang phải, lên xuống các bạn nhé. Các bạn sẽ chọn hai cái này. Đó. Còn cái hình mặt trời này giúp các bạn có thể là chỉnh hình ảnh thôi. Khi chỉnh cái độ phân độ tương phản của hình ảnh các bạn nhé. Đây. Đó. Còn hình quả cầu đấy giúp bạn có thể chỉnh sáng tối. Đây. Đó. Sáng tối thôi. Đó. Bên cạnh hình quả cầu sẽ là cái chỗ để các bạn bật cái chế độ quay ban đêm. Thì khi các bạn bật cái chế độ quay ban đêm thì hình ảnh nó sẽ trở về đen trắng các bạn nhé. Và phạm vi các bạn quay ban tối là sẽ được khoảng 8 đến 10 mét các bạn nhé. À, mình sẽ bật ban ngày lên. Còn cái bên bên cạnh đây là 1080p này, là giúp các bạn có thể là chỉnh ảnh thôi. Khi các bạn muốn độ phân giải nó nét hơn thì các bạn sẽ chọn 4K cho sắc nét các bạn nhé. Đây. Đó, rất là nét luôn. Đó, rất là mà hình ảnh không bị rung rịch gì hết các bạn nhé. Đó, đó là mình đã kết nối với wifi của camera để xem các bạn nhé. Thì bước tiếp theo là mình sẽ vào một cái đặt chung trong cái ứng dụng là Lookcam và sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái số cái cách một số cài đặt cơ bản trong cái ứng dụng này để cho mọi người khi sử dụng và công việc của mọi người sẽ nó sẽ được hiệu quả nhất các bạn nhé. Các bạn sẽ mục cài đặt này cho bạn chọn mục là device setting. Thì đây là tổng quan tất cả những cái mục cài đặt các bạn nhé. Đó, thì mục đầu tiên mục sẽ là mục alarm office này. Mục này là các bạn có thể bật cái chế độ cảnh báo chuyển động. Thì khi các bạn bật cái chế độ lên thì có người di chuyển qua mắt camera, camera nó sẽ tự động gửi thông báo điện thoại các bạn. Thì các bạn biết được là đã có người di chuyển qua mắt camera các bạn nhé. Mục tiếp theo là mục là modify password này. Mục này để các bạn có thể là đặt mật khẩu cho camera. Thì mật khẩu mặc định của camera sẽ là 123456 các bạn nhé. Còn mật khẩu tiếp theo mục là new password là các bạn sẽ đổi mật khẩu. Các bạn muốn đổi mật khẩu như nào thì các bạn sẽ nhập vào mục này. Rồi các bạn chọn confirm, nhập lại mật khẩu rồi ấn OK là được các bạn nhé. Mục thứ ba là mục SD setting. Mục này các bạn có thể là tự bật cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ các bạn nhé. Thì các bạn sẽ gạt hết tất cả sang màu xanh. Đó, sau đó các bạn chọn độ phân giải hình ảnh là Full HD cho sắc nét. Còn bên dưới là Video Duration. Mục này là các bạn có thể là chọn cái độ dài của video. Ví dụ các bạn chọn độ dài video là 3 phút thì nó sẽ tự động lưu video là 3 phút một đoạn. Mà chọn 5 phút thì nó sẽ tự động lưu video là 5 phút một đoạn. 30 phút thì nó cũng tương tự như vậy các bạn nhé. Đó, bao giờ đầy thẻ nhớ mới thôi. Đó, thì mục cuối cùng là mục Format SD này. Là giúp các bạn có thể là xóa tất cả những cái dữ liệu trong thẻ nhớ để thẻ nhớ thành thẻ nhớ trống các bạn nhé. Đó, còn mục tiếp theo nữa là mục là Wi-Fi setting. Mục này để các bạn có thể là tìm Wi-Fi từ xa để xem các bạn nhé. Ví dụ các bạn đang gắn cái cam này ở nhà là nó sẽ tìm ra Wi-Fi ở xung quanh nhà của bạn. Thì các bạn sẽ nhập mật khẩu Wi-Fi nhà của bạn vào rồi chọn OK là được các bạn nhé. Là điện thoại của bạn đi đâu chỉ cần có Wi-Fi 3G, 4G thôi là có thể xem được trực tiếp từ xa hết các bạn nhé, không giới hạn khoảng cách. Đó, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho mọi người tất cả những cái mục cài đặt trong cái ứng dụng là Lookcam rồi và hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang hình chiếc điện thoại cục gạch rồi. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số này 0886992345, kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí các bạn. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube Em Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc bạn nhé. Đó, và đặc biệt hơn là các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng 128GB đơn vị nhà mình gắn sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần làm theo cái video hướng dẫn sử dụng này của mình hoặc là làm theo tờ giấy hướng dẫn sử dụng đơn vị nhà mình gửi kèm theo đây là các bạn có thể sử dụng được các bạn nhé. Và nhận hàng các bạn cứ bóc hàng ra kiểm tra tải ứng dụng vào điện thoại kết nối thử luôn. Chất lượng hình ảnh OK, đúng như video mình đã quảng cáo thì các bạn mới phải thanh toán tiền. Mà không giống như video mình đã quảng cáo thì các bạn hoàn hàng với cho mình. Và đơn vị nhà mình nó cũng không thu tiền phí ship của mọi người các bạn nhé. Và video là mình xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt mọi người ở những video clip sau.